Rồi, ok, hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Hangout của mình. Thì hôm nay mình lại đặt một sản phẩm online tiếp. Đó, nhìn các bạn cũng biết đây là mình đặt trang sức đến từ P&G nhé. Thì đây là một thương hiệu về trang sức cũng có tiếng rồi. Thì lần này mình đặt online thử xem nó như thế nào nhé. Đây, cách đóng gói thì cũng bình thường. Ở trong này thì một cái bill xác nhận. Thì ở đây là mình đặt online và đã thanh toán bằng thẻ luôn. Đó, thì bạn nào muốn đặt á, thì link của trang web mình sẽ để phía dưới cho các bạn tham khảo nhé. Ở đây là một cái tờ hóa đơn có chính sách đổi trả đó và tiền mình mua đây. Hôm đó là khuyến mãi nên mình đặt thử một chiếc bông tai bằng bạc để xem về nó như thế nào nhé. Đây, hình bên cạnh cho các bạn xem luôn. Rồi, đây là chiếc bông tai của chúng ta này. Bây giờ mình sẽ soi kỹ để xem nó có giống ở trong hình không nhé. Đấy, mình thấy chất liệu làm khá là đẹp, bóng, bạc nhưng mà được phủ một lớp vàng này, nhìn khá là sang chảnh luôn. Đấy, chất lượng của PNG thì cũng khá là tốt rồi, trong tầm giá này được khuyến mãi nữa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đeo thử ở trên tai luôn để xem nó như thế nào nhé. Đây là vợ mình đeo ở trên tai này. Các bạn tự đánh giá. Link sản phẩm mình vẫn để phía bên dưới cho các bạn tham khảo.